Good boy. Bạn này cực chiếc nha. Đây này, trên này này anh. Là trong này. Nó đạp vào nhé. Sát đi. Đây. Không có tổ ấm trong này. Cẩn thận nhé, làm cái nó thấy ngon đấy. Nó nở hết rồi nhỉ. Có cái vẫn chưa nở hết được. Ôi cẩn thận chân anh. Đừng phát. Tiền ăn hết rồi này. Sao để em làm. Nó ngửi như này không phải đào tận gốc thôi quá. Dài đấy. Thơm. Ôi, tuyệt vời. Cái này thế nào? Cái này thôi mà đào, đào cái này. Cứ để thôi. Làm phải nó luôn. Úi xô. Dài đấy.
Dạ nhỉ. Là tránh em lấy cái này. Anh rút thế này. Được đầy, được đầy vùi rồi. Đây này, rút lấy thôi mà. Ừ, chỗ đấy chắc là lấy. Như này, khỏi phải đào. Đào mệt. Mát hết rồi. Như này. Mát. Có cái nó chắc, không rút được đâu. Đào. Như này, nó đi. Ui. Còn dưới này còn đốt đi. Hết được quả. Hết rồi. Cái này nên. Đây còn cái này thì có tiền nữa. Vì con này con kia ăn hết. Đẹp nhỉ. Nở hết rồi này. Cái chưa nở. Đây to. Tầm này ăn vừa ngon này. Cái này dài quá. Nở như này chứ. Oi như này nấm này. Thank you.
sơm nhỉ? Nấm này không trồng được đâu đấy. Tự nhiên.
nhỉ. Thank you.
ra bột gần đi. Cái này sao còi? Nó bị thấp. Thank you.
Bên cơm giò em hết rồi này. Chúng mưa sao đâu đâu. Không thấy đâu đâu. Ôi, nó. Chút tí phải lên chơi thì là này. Hết chưa? Để đấy
cho chó. Có đũa chưa? Chưa có đũa. Mà em đi lấy cuốc ra nhé. Cuốc à? Vâng. Ở dưới tủ à? Dưới tủ có chanh không? Đây là cọc cước ở trên. Chén, chén. Kênh chân rồi. Không có cái miếng gì cho. Không phải con u như này. Để con đưa một tí. Không có miếng kia. Con này của anh em. Đấy là ăn đi. Cánh. Em ăn cánh. Nóng quá. Lấy dao. Lấy dao đây. Không có kéo nha. Anh ăn cơm cho em đi lấy. Ăn xong cái này xin đi rồi. Cũng đã ăn ngon. Thơm này. Có mưa sao mà ngon lắm. Nóng. Để mà hôn. Cánh gà này nướng vừa giòn đấy. Anh không ăn nấm à? Có ấy. Ngạt muối đang, một tí. Đang ăn nốt cái cánh. Em thấy ngạt muối, ngạt muối. Cái miếng này nhé. Dạ. Bạn này cực xiếng nha. Con gà giòn tan không? Đắng á. Anh ăn đi. Em không có ý định cho em ăn. Em ăn một cái không cho thôi.
Đem ăn cả con. Để nó chứ. Tí nữa được ăn. Anh thì nấu nhiều. Ăn được mà, ăn ngon. Cái cánh mà. Cái da. Cái da. Đó ngó. Ăn quả bóng không? Em muốn ăn ở chỗ này. Cái ăn. Mày vào đây, để vào đây. Ăn ra. Dạ em. Đấy. Còn thịt thì đã không ăn ra. Không. Ăn không? Nóng quá. Ta mua một kê. Ta mua một kê. Oi nhỉ. Có thể ăn nhỉ. Ăn một kê. Không ăn cái gì? Không ăn mẹ à? Không, có ăn cánh anh ăn không? Ừ. Xin đeo vào tay. Ừ. Anh ăn đũa cụ à? Nó phải con miếng mềm này hết hết cả con kia. Em cầm cả tảng nữa. Em thích ăn số xương xương của nó.